Trần Biên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị và các bạn gần xa. Thưa bà con và các bạn, hay là xin phép bà con và các bạn thì từ hôm nay trở đi thì Trần Biên Hải sẽ cứ cách ngày sẽ lên sóng một lần. Và ngày hôm nay lên thì cũng có thể hiểu là những cái câu chuyện không đầu không cuối, nhưng mà chẳng biết thế nào ấy, cứ mỗi một khi mà gặp có một cái niềm vui gì đó, hay là cứ nói chung là gặp một cái chuyện gì đó mà nó động đến cái, nó cũng liên quan đến cái tính cách hài hước của mình, Trần Biên Hải lại cứ thích bình thơ, hơi lạ thế. Thế thì thưa bà con với các bạn, là trong cái thơ ca Việt Nam thời kỳ trung đại, đặc biệt là cái thời kỳ cận đại ấy, có một cái đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam xuất hiện có một cái nhân tài kiệt xuất, đó là cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Thế ngoài là trong cái sự nghiệp trước tác của cụ để lại ấy, thì ngoài những cái gì là cái thơ văn rồi là chính luận rồi là cáo chế chiếu biểu gì nhiều lắm đấy, có một cái mảng rất là độc đáo, đó là cái mảng thơ Chào Phúng. Có những cái sự việc khá hay hay nó xảy ra xung quanh cái cuộc sống, hay là làm cho Trần Biên Hải lại tự nhiên lại nhớ đến cái bài Tiến Sĩ Giấy, hay là người ta còn gọi là cái bài Ông Nghè Tháng Tám ấy của cụ ấy. Đây là một cái bài thơ Chào Phúng độc đáo của cụ Tam Nguyên Uyên Đổ Nguyễn Khuyến, mà được viết bằng thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Thế thì cái bài thơ của nó là nguyên văn như thế này: cúng cờ cúng biển cúng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai, mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, nét son điểm rõ mặt văn khôi, tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá khoa danh ấy mới hời, ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe, tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi. Có bản người ta cũng chép là nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi. Thế thì tại sao lại có cái Tiến Sĩ Giấy nó như thế này? Bởi vì thưa với các bạn, phong tục của dân ta ấy, từ ngày xưa thì đến cái ngày rằm tháng 8 ấy, thì có rất nhiều những cái đồ chơi cho trẻ em. Là ngoài cái đèn ông sao, đèn kéo quân ra nữa, là còn những cái nào là cái bộ tranh, bộ vẽ gì đấy, hay là cái tượng, cái bồi như là Tôn Ngộ Không, rồi các ông Phật, rồi các nhân vật trong cái tích truyện cổ xưa. Đó. Thế trong khi đó là người ta là có thể hiện một cái ước mơ cho con trẻ nó học hành tiến bộ, lấy được khoa bảng về làm vinh danh cho dòng họ. Thế thì người ta mới làm ra cái gì, ông nghè chính là cái ông tiến sĩ trong cái khoa cử ngày xưa đấy. Thế là bản thân thì nó cũng thể hiện là cái ước mơ, cái niềm vui cho trẻ em trong cái ngày Tết Trung Thu thôi. Đây là một cái thứ đồ chơi. Thế thì tuy nhiên thì thấy về cái bài thơ này, tại sao lại nói nó là một cái bài thơ Chào Phúng? Bởi vì nếu ta đọc kỹ, ta sẽ thấy có hai cái lớp nghĩa. Vịnh ông nghè tháng 8, tức là cái ông Tiến Sĩ Giấy ấy, thì thông qua đó thì nhà thơ Nguyễn Khuyến lại châm biếm những cái Tiến Sĩ Giấy hư danh, bất tài, vô dụng trong cái xã hội ấy. Đấy. Thế thì hình ảnh ông nghè tháng 8 là cái thứ đồ chơi của trẻ em thì được tác giả miêu tả là rất là cụ thể, sinh động. Rất là sinh động các bạn ạ, ở nhiều cái chi tiết như là cờ, biển, cân đai, cờ này, biển, kênh đai này, lọng chéo này, lọng xanh, ghế chéo vân vân. Đấy. Bằng những mảnh giấy, bằng những nét son xiêm áo, này, ghế chéo lọng chanh ngồi bảnh chọe, vân vân. Câu thơ thứ 8 thì nó hóm hình lắm. Ông nghè tháng 8 thì rốt cuộc là sau khi được tô vẽ như thế nào nữa thì cũng kết lại bằng một cái câu là tưởng rằng đồ thật thật hóa đồ chơi. Đấy. Thế thì bây giờ ta đi vào cái chi tiết xem nào. Từ cái sắc phục nó rất là rực rỡ, cái tư thế ngồi thì rất là bảnh chọe, rất là buồn cười. Thế một cái ông tiến sĩ thì người ta phải gọi là có cái sự uy nghi, uy nghiêm đấy, của một cái vị quan nghè, quan lớn, ngồi bảnh chọe như giống như cái da trai lơ đang cái tuổi đi là đi mới lớn đi về gái ấy. Đấy, đấy, dùng cái ngôn từ của cụ ấy rất là hay. Thế cái thứ đồ chơi cho trẻ em mà làm như thế mà phải là cái người thật khéo tay mới làm ra được.
Vì thế mà trong cái bài 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 thơ Tiến sĩ Giấy này, tác giả Vịnh Tiến sĩ Giấy số 1 ấy, bài trước ấy, thì ông mới viết ấy, rõ chú hoa man khéo vẽ trò, bỡn ông mà lại giữ thằng cu, mày dâu mặt đỏ chừng bao tuổi, giấy má nhà mày đáng mấy xu. Thì tất cả những cái thứ ấy thì có đáng mấy xu đâu, nhưng mà làm cho nó khéo tay, làm cho nó đẹp quá, phải không? Thế thì bây giờ thôi thì khoan nói đến cái lớp nghĩa thứ nhất đã, ta chuyển sang lớp nghĩa thứ hai. Thì của cái bài thơ Tiến sĩ Giấy này ấy thì thể hiện cái cách nhìn rất là sâu sắc của tác giả về thân phận của các ông nghè giữa cái thời buổi, mà cái thời buổi nó tao loạn như đến nỗi nhà thơ Trần Tế Xương ấy, cái nhà thơ Thành Nam mà có cái bài thơ Nghe tiếng ếch kêu ấy, ông ấy cũng phải than thở rằng thế này này: nào có ra gì cái chữ nho, ông nghè ông cử cũng nằm co. Thôi đấy là cái hoàn cảnh về cái xuất xứ này sơ qua như thế thôi. Đấy, bây giờ là bắt đầu đi từ từ vào từng phần một, theo khai thác nó ra theo cấu trúc của thơ Thân Ngôn Bát Cú Đường Luật. Thì chúng ta đi vào hai câu đề. Đây, phải nói là cái sự tài tình của cụ Nguyễn Khuyến ấy, nó được mở ra bằng một cái, bằng từng câu từng chữ, chữ nào cụ dùng cũng đắt lắm. Biên ải xin phép xin bình vào cái chữ cũng ở hai câu đề: cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai. Cái từ cũng này được điệp lại đến 4 lần thì làm cho cái giọng thơ là giọng gì, giọng rõ ràng đây ta không phải thấy có cái giọng ca ngợi, giọng vinh danh, mà đây là một cái sự giọng điệu diễu cợt cất lên cùng với cái vẻ mỉm cười về gì ạ? Cái cười mỉm nửa nửa vời nửa nửa miệng của tác giả về cái cờ biển cân đai của các ông đẻ nghè, cờ lọng biển rồi áo mão cân đai thì đã đỗ tiến sĩ rồi, đã làm trở lên ông nghe rồi, phải vua phải ban cho ấy. Nhưng mà là, trong cái mắt nhìn của cụ Nguyễn Khuyến ấy, thì là cụ cười nửa miệng. Đấy, đấy cái trang phục ấy là vua ban cho đấy, có kém ai đâu. Đấy, cách so sánh để hỏi ấy với cái hàm ý rất là diễu cợt: cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè, có kém ai đâu, phải không? Có kém ai, đấy là về về cái mặt là ân tứ vinh quy bái tổ rồi, có kém ai về mặt tài năng hay là về mặt đức độ đâu, phải không? Đấy, thế là đấy là hai câu 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 đề. Thế là bắt đầu là đến theo cấu trúc của nó thì đến hai câu thực. Hai câu thực thì nói về cái thân khoa khôi, thân giáp bảng, mặt văn khôi của ông nghè thế này này. Thân giáp bảng mà nó lại là chỉ là cái gì ạ? Mảnh giấy mong manh được làm nên thôi, làm nên bởi cái mảnh giấy mong manh thôi. Cái mặt văn khôi chỉ là cái nét son, nét tô vẽ điểm rõ thôi. Đấy, hai câu 3 và câu câu 4 ấy, đúng cái theo cái phong cách à, mà với cái nguyên tắc của thơ Thân Ngôn Bát Cú ấy, nó đối nhau chan chát ấy. Đối dọi nhau tài tình lắm. Ngôn từ và giọng điệu gợi cho cái người đọc nghĩ về cái sự tầm thường của những cái tiến sĩ giấy trong xã hội. Cái danh giá hão của những cái ông nghè là thực ra là chỉ cái mà là những cái mảnh giấy giấy rách, mấy cái miếng rẻ rách, giấy rách cũng chỉ là những cái nét son dễ nhòe mà thôi, bởi vì cái gì nó có giá trị chân thực nó mới tồn tại được, còn cái những cái gì nó không có giá trị thì thực ra là người ta có mà tô son chát phấn rồi tô son điểm phấn sơn hồng thế nào nữa thì nó cũng sẽ bong chóc đi theo thời gian, bởi vì cái chân giá trị đích thực của nó không có. Đấy, thế cho nên cụ mới viết thế này: mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, nét son điểm rõ mặt văn khôi. Đấy. Đấy, tiếp theo là cứ khi mà người ta nói đến là cái hư danh của cái những cái ông nghè, tức là cái ông tiến sĩ ấy, đấy, thì có lúc nhà thơ lại còn tự giễu cợt chính cả mình nữa cơ, à, hay là không biết là ông ấy giễu cợt ai. Ông ấy nói thế này này: mày dâu mặt đó chừng bao tuổi, giấy má nhà bay đáng mấy xu. Đấy, có nghĩa là không phải một cái bài thơ này mà những cái gì cái hiện tượng tiến sĩ giấy, tiến sĩ rởm ở trong xã hội ấy, thì cụ Nguyễn Khuyến cụ ấy nhìn thấy rõ ràng quá rồi, cho nên cụ là mày dâu mặt đó chừng bao tuổi, cái có nghĩa là cái thứ như mày mà cũng là phải làm tiến sĩ mà cũng là tiến sĩ à. Đúng là cái mảnh bằng mua được bằng giấy má có mấy xu.
Thế thì tiếp theo là thôi bình luận đến cái hai cái câu luận đề rồi, thực rồi, luận rồi. Bây giờ đến câu luận. Đó là cái gì? Thông thường là cái sự bình luận, bình phẩm, đánh giá về cái sự vật, về cái hiện tượng, về nhân vật ở trong một cái bài thơ. Thế thì cụ thể ở đây thì cái cặp câu luận của cụ Nguyễn Khuyến là sự bình phẩm đánh giá về xiêm áo, về khoa danh của ông nghè. Ôi trời ơi, sao mà nó nhẹ đến thế, nó nhẹ hều mà nó lại có cái mang phảng phất, có cái tính là cái gì ạ, chợ búa, buôn bán, mà hay là nói chúng ta đúng là cái tư duy con buôn này, này nó mà nhẹ thế mà lại nó mới hời, lại có tiếng mới hời ở đây này. Hời là tiếng cổ có nghĩa là dễ dãi, là giá rẻ. Đấy, nhẹ và tầm thường, hơi bởi vì nó rất tầm thường, đúng không? Chứ không phải thực tài thực danh nên nó mới nhẹ, nó mới hời. Nhẹ và hời vì vô dụng, đúng không ạ? Nhẹ và hời bởi vì cái ông tiến sĩ này nó là cái, đó là cái tồn tại trong xã hội ấy, nó là cái sự vô vô dụng, cái hư danh hư vị thôi, nó chẳng có cái giá trị thực gì cả. Đấy, có nghĩa là cái con người bất tài, mua danh hão, đúng không? Tác giả sử dụng những cái câu nghi vấn và cái câu cảm thán ấy, rất là hay. Đấy. Câu đối chọi nhau rất là tài tình để châm biếm, để giễu cợt. Nhưng mà lại không hề nặng nề đâu. Cụ viết những cái lời thơ tuy rằng toát lên những cái ý khinh thường ấy, giễu cợt ấy, nhưng mà nó giọng thơ nó rất là nhẹ nhàng mỉa mai thế này. Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá khoa danh ấy mới hời. Đấy. Thế mới thấy nhá, dưới cái ngòi, cái tư duy sắc sảo rồi cái ngòi bút của cái những nhà nho ngày xưa là các cụ nó thâm thúy lắm, đấy không? Thế thì ta chuyển sang cái phần cái câu kết, hai cái câu kết của bài này. Nói chung là cái thời lượng có hạn, Trần Biên Ải nói sơ sơ thôi chứ không có thời gian mà để bình luận, khó lắm, trình độ thì có hạn. Ở đây thì cái sự tương phản tác giả lại tiếp tục được sử dụng. Đấy, rất là sắc sảo. Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe, tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi. Đấy. Cũng là bài thơ này thôi nhưng có bản người ta lại viết là nghĩ rằng đồ thật thôi thì mình chấp nhận được hết, bởi vì theo niêm, theo luật, theo vần, theo âm sắc, theo cái gì thì nó cũng hợp. Đấy. Thì cái tư thế bây giờ thì mới, bây giờ mới nghĩ là xem cái câu 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 ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe. Cái tư thế ngồi thì rất là oai, ngồi bảnh chọe trên ghế chéo, dưới trên ghế chéo thì lại ngồi dưới lọng xanh, ngồi trên ghế chéo, ngồi dưới lọng xanh, ra vẻ vênh vang tự đắc, hợm mình về cái sự cao sang phú quý. Thì không ai, người ta lại viết về một người có học, về một người có chữ, có chữ nghĩa, có học, rồi đỗ khoa bảng, được nhà vua ban cho ân tứ vinh quy, bằng một cái giọng thơ nó diễu cợt như thế được. Đấy. Mà đây thì rõ ràng bộc ra, lộ ra là cái sự mỉa mai, cái sự khinh thường của cái hạng gì ạ, mù chữ, bất tài vô dụng mà nhờ cái đồng tiền đấy mà nó trở thành một cái vị tiến sĩ, là mà trở thành một cái ông nghè. Thế cho nên là gì, ông nghè ngồi bành chọe, bành chọe đây đây rõ ràng là cái dạng trai tân trai lơ, nó đang tuổi đi ve gái ấy, trưng diện ấy, thì người ta mới dùng cái từ đấy. Đấy, ngồi trên ghế chéo, ngồi dưới lọng xanh, đúng là cái vẻ vênh vang tự bác, hợm mình về cái sự cao quý hơn đời, thì không không còn lúc nào mà nó hơn được cái lúc, cái vị trí ngồi trên cái ghế này nữa. Nhưng cái đó chỉ là cái đồ chơi. Đấy. Đó chỉ là đồ chơi thôi. Bởi vì cái ý, cái tương phản, ý câu 7 và câu 8 là tương phản rất là rõ giữa đồ thật và đồ chơi. Tương phản là để làm gì? Tương phản là cụ ấy muốn để châm biếm cái hư danh hư vị của những cái vị tiến sĩ giấy dù trong cái xã hội đó thôi, chứ còn để làm gì nữa, phải không ạ? Thế nói thật là vậy thì cái sự những cái lớp người mà mua danh xưng mình là tiến sĩ, xưng mình là luật sư, xưng mình là nhà triết học, xưng mình là một chính khách, mà thể hiện ra là một cái trình độ, à cái gì, một cái tư cách đạo đức rẻ rách như cái đám lưu manh đầu đường xó chợ đấy, cứ mở mồm ra là bắt đầu dùng cái này cái kia để chửi người khác. Thế một cái chính khách người ta làm gì nó như thế,
đạo đức không có thì làm sao mà là chính khách được, mà lại thế mà lại đi lòe bịp thiên hạ, khổ thế. Thế thôi thì nói là không đầu không cuối mà. Thế đến phần thứ hai thì Trần Viễn Hải lại muốn nói cái chuyện này. Đến hôm nay là có người dí cho một cái link mà nó nghe lại lại là một cái kênh, cái gì nhỉ, cái kênh của cái tay Hoàng Duy Hèn Hề Duy Hèn nào đấy. Nó nói là có một cái ai đó là đến cái gì nhỉ, ông Trần Bí Ỉa, Bí Ỉa mặt như táo bón, thế thì mới giải thích rằng đã bênh ông San Kham nhưng mà tự lộ ra, à ông lại rất là tào lao, xong lại tự lộ ra là ông San Kham là cái thằng sửa sửa ống nước chứ không phải là cán bộ ngoại giao, mà ông San Kham là bây giờ tổng kết lại là ông San Kham đúng là cái thằng mạo danh, chỉ là mạo danh thôi, rồi cựu chiến binh ở đâu cũng mạo danh, tức là xài hàng giả. Thế thì tôi cũng thưa với là cái ngài, tôi cũng thưa rằng với tiến sĩ giấy như thế này, cái giấy như thế nào thì thiên nghĩ rằng cái việc là bình phẩm cái bài thơ một cách sơ sơ thế này thì cũng rõ rồi. Nhưng mà đấy là cái tiến sĩ ngày xưa người ta giễu cợt thôi, chứ còn ngày nay ai người ta lại dám đánh giá các tiến sĩ, các nhà triết học như thế. Đấy. Thầy gì nhắc nhà triết học mới lại tiến sĩ là nó nói rồi, khi cái câu này là ở phương Tây, phương Tây ấy, phương Đông nó không có, rồi tiếp thu lại để nhắc cho tiến sĩ nghe này. Thà rằng mình không nói ra mồm, còn để cho là người ta nghi ngờ rằng mình ngu, còn hơn là nói ra mồm ấy để cho người ta không còn nghi ngờ gì nữa, nghe chưa tiến sĩ. Ai đời đi kết luận người ta lại là một tào lao, mà lại giải thích được một cái giải thích một cách ngu ngốc nữa này. Cái lãnh sự quán là người ta thuê một cái building, rồi tất cả mọi cái công việc bảo trì cơ sở vật chất từ ống nước đến cái kỹ thuật gì nó về cái cơ sở vật chất ngôi nhà ấy là người Mỹ người ta làm hết rồi, người sở nước sở tại người ta làm rồi, chứ không nhân viên đại sứ quán rồi tổng lãnh sự rồi mà ở ăn ở đấy là chỉ việc đến đấy ăn ở và sử dụng để làm việc thôi. Đấy. Ở trong sứ quán là không có một cái nhân viên nào để làm nhân viên thợ sửa ống nước. Tôi khổ thật. Đấy, đấy, vấn đề thứ nhất thì không biết là ông San Kham có giả hay không giả. Thì thầy cũng nói cho thế này, tôi nói đi nói lại là công tác ngoại giao nó có nhiều mảng. Nếu cần an ninh đối ngoại về mặt an ninh ấy, thì lại phải có nhân viên từ Bộ Công an sang. Công tác ở bên các lãnh sự quán ấy, thì coi như là cái thời gian đấy là công tác là vẫn là biên chế của Bộ Công an. Quốc phòng thì đối ngoại quốc phòng cũng thế, cũng phải công tác ở các lãnh sự quán ở từng nước theo yêu cầu công việc. Người ta chưa bao giờ có biên chế là quân đội trong Bộ Ngoại giao. Đấy, nó nói như thế cho rõ ràng, hết thời gian công tác anh lại về cái cơ quan chủ quản của anh làm việc thế thôi. Thế thì có cái gì đâu. Ông San Kham thì chưa bao giờ ông là hàng giả. À, hôm trước thầy đã bảo rồi, cái ông San Kham này thực ra là công tác ở bên Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Thế nhưng mà không làm được việc ấy, người ta mới đá đi công tác này, đi sang cái lãnh sự quán nước nào đó làm công tác ngoại giao văn hóa ngoại giao đấy. Thế cũng không làm được việc nữa, các vị đại sứ quán điên lên thì mới xếp cho ông ấy là cái chân 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 quét sân mới rửa mới lắp ống nước đấy, nguồn gốc là như thế, hàng giả đâu mà hàng giả, hàng thật đấy chứ. Đấy là cái như thế, đấy là minh bạch về cái chuyện ông San Kham có thật hay là nó giả, hoàn toàn là thật. Thế thì còn nói đến cái ngu của học trò nó là không, không, hôm nay nó không nói học trò nữa, xấu mặt quá rồi. Cái ngu của nhà triết học và tiến sĩ Mỹ thế này này, cái tiến sĩ luật như thế này này, cái tiến sĩ luật đã từng có thâm niên trong
cái gì ạ, chính trường, hoạt động chính trị, rồi trong quan hệ quốc tế, đấy, chịu trách nhiệm ngoại giao, nâng tầm quan hệ của quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên một tầm cao mới đấy. Đấy, với cái thâm niên công tác và với một cái trình độ được đào tạo ghê gớm bài bản của Mỹ ấy, thì hãy nói những cái gì mà mình biết, hoặc là không nói thì để cho người ta nghi ngờ thôi. Bây giờ đừng có nói ra để người ta đánh giá là mình ngu quá. Nhắc đi nhắc lại đấy, hôm nay thầy phải nói nhiều đấy trò ạ. Một cái tòa nhà đại sứ quán hoặc là một cái tòa của lãnh sự quán hay tổng lãnh sự quán chỗ nào đấy, một cái cơ sở vật chất đấy, của dù có thuê hay là được cái nhà nước sở tại có quan hệ ngoại giao ấy khoanh vùng cho, cấp cho ấy, thì trong cái khuôn viên của ngôi nhà đấy, khu vực đấy là một đất nước Việt Nam thu nhỏ. Nó thế thôi. Không có một công dân nào của nước sở tại được tự ý ra vào và làm việc ở đó. Và không ai người ta thuê công nhân sở tại để làm những cái việc duy tu bảo dưỡng bảo trì cơ sở vật chất ở trong cái khuôn viên của lãnh sự quán hoặc đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán vân 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 vân. Đó là bởi vì nó liên quan đến an nguy quốc gia. Mà tất cả những cái việc đấy nó thuộc về cái bộ phận hành chính tạp vụ trong cái cơ quan đấy, nó chịu trách nhiệm làm hết. Cái một cái nguyên tắc cơ bản về giữ bí mật an ninh quốc gia trong cái công tác ngoại giao như thế mà tiến sĩ luật còn không biết mà đi, mà còn đi lên sóng giải thích cho mấy đời như thế à? Đúng rồi, dạy nhắc đi nhắc lại, dạy lên dạy xuống thì không cứ việc được. Đúng là cái thứ ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe, tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi. Tham gia chính trị, tham gia quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại, nằm mọt xuống cái lá cờ. Bây giờ là trốn rồi, bây giờ bắt đầu đi chối bỏ cái lá cờ vàng ăn trộm của cộng sản đi, rồi quỳ mọt dưới cái lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản để mà làm YouTube kiếm cơm, rồi vẫn cứ nói láo. Hết nói láo từ lãnh tụ, rồi nói láo lên lịch sử, bây giờ nói láo đến nguyên tắc công việc. Không biết thì im đi, nếu biết thì thưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe chứ. Này bao giờ mới lấy được vợ? Hả? Chết thôi. Nốc cho lắm rượu vào rồi nát rượu ra rồi bắt đầu là cái tự cho mình là ông trời, mình là trung tâm vũ trụ, cứ vỗ cái xoa mặt vỗ bụng cái cho mình là ghê gớm nhất trên đời. Cái một cái nguyên tắc cơ bản nhất ở trong cái công tác, cái quan hệ hành chính sự nghiệp hoặc là chính trị hoặc là công tác dân vận, thế mà cũng không biết là cái thế nào. Cái nhỏ nhất ở trong một cái đơn vị công tác ngoại giao ở nước ngoài là cái phải bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khuôn viên của tổng lãnh sự ấy, người ta là cái gì? Là một nước Việt Nam thu nhỏ ấy, người Mỹ nào vào được? Không có vấn đề quan hệ ngoại giao, không đến đặt vấn đề công tác, không có lịch, không có hẹn, làm sao mà anh đến được à? Hả? Và trên nguyên tắc cứng, không ai người ta thuê nhân công nước ngoài làm việc. À. Thôi chết rồi ông Chan Kham ơi. Thế này thành ra là bây giờ tôi mới biết thế này này. Bây giờ tôi mới biết một cái điều thế này này ông Chan Kham này. Em xin lỗi anh, từ xưa nay là anh cứ giữ cái nguyên tắc nghề nghiệp bí mật quá thì anh không nói. Thì ra vì cái lý do này cho nên là cái người lao động Việt Nam đi sang Mỹ làm việc ở các đại sứ quán ấy là không được chấp nhận được đó. À, thì ra là do cái con bìm bìm này là nó không chấp nhận là người lao động Việt Nam sang Mỹ làm việc đấy. Đến mỗi cái anh thợ sửa ống nước ấy, còn nó còn không cho làm bởi vì lấy tranh mất công ăn việc làm của người Mỹ. Có phải không ạ? Đến nỗi là đi sửa ống nước núp dưới cái vỏ bọc văn hóa ấy, nó cũng không cho làm. Đấy, sao bên nó cực đoan đến thế? Ngày xưa cái nhóm người gốc Việt ở bên Mỹ là nhà nước Việt Nam có thiện chí như thế này này, có một cái thiện chí là gì nhỉ?
rất là lo ngại cho bà con kiều bào ở bên đấy là nói tiếng Anh thì bắt đầu nó lại quên mất cái nguồn gốc, cái nền tảng tiếng Việt đi. Thì bắt đầu mới đưa cái chương trình dạy tiếng Việt sang bên đấy để cho kêu gọi bà con đồng bào thì vào Kỳ Việt Kiều dạy. Thế nhưng mà mấy cái anh tổ chức chống cộng hình như có cả Đảng Đại Việt nữa sao ấy. Đấy, ngăn cản lên án biểu tình chống đối. Đấy, và ra bảo là chúng tôi không học chữ của Cộng sản. Đấy, không học chữ của Cộng sản ấy, bây giờ ăn nói mới lủng củng như thế đấy. Đấy. Không học chữ của Cộng sản cho nên là mới nói bừa nói bãi là ăn nói lủng củng. Lúc nào diễn thuyết được hùng hồn lắm nhưng mà lúc người ta chỉ ra cái sai bí quá bảo: "Ôi tôi không hỏi, tôi do ngày xưa Cộng sản dạy tiếng Việt tôi không học chữ Cộng sản cho nên bây giờ tôi lủng củng khổ thế." Thôi thì bây giờ có đã học được tí chữ Cộng sản nào chưa? 58, 59 tuổi rồi. Đi gần hết cái dốc bên kia của cuộc đời rồi. Nhưng mà không sao đâu. Học không bao giờ là thừa, trò ạ. Học đi nhá. Học, cố học đi để mà làm cho con người. Đấy. Không làm được người tốt thì ít ra cũng phải làm được con người. Nó sống tử tế với chính mình đi nhá. Đấy. Thôi. Nào hết thơ thẩn rồi lại đến thợ sửa ống nước rồi đến cái gì bây giờ có lẽ là mất thời gian của bà con và các bạn nhiều quá rồi. Trần Viễn Hải hết sức xin lỗi và trân trọng kính chào bà con và các bạn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong clip sau.